Ok, các bạn đã chơi channel của mình. Hôm nay mình sẽ chơi Stay Fight cùng với ông Tứng Thôi Đỡ và ông Ken Nam trên đồ. Cái hàng này có... Ôi, để tắt thằng, tắt nhạc thôi, sẽ bị bản quyền. Thành này có cái channel 6.000 sub mà từ Gata đi lên à. View khoảng mấy trăm ngàn. Thằng Quỷ này em không tưởng tượng nó lên view nhanh lắm. Oh fuck, xe của mình, xe tự do hả? Bỏ chạy chiếc gì? Đi chạy chiếc Monro nha, Monro. Monro. Ok. Monro, Monro, Monro. Monro. Monro đến. Rồi rồi. Monro lên cho em. Ok. Monro, Monro. Chạy Monro nha. Màu hồng hết. Màu hồng cái gì? Monro. Màu hồng luôn. Ok. Mình là đây là lần đầu mình chơi với mấy ông này Tứng Thôi Đỡ. TD nên trên đồ mình chơi khá lâu rồi. Má, khỏi khen đi. Ok. Ừ. Đó gì? Cái gì mà sẽ hồng không vậy? Gì mà hồng không vậy? Má hồng luôn chứ. Ok, let's go. Ba. Thử tính đi. Ê, góc nhìn thứ nhất nữa hả? Góc nhìn thứ nhất hả? Lên dĩa rồi. Ừ. Lên dĩa rồi. Hết. Tao này hai sao đua. Chạy. Trời ơi trời trời ơi trời trời ơi trời. Không thấy đường luôn. Hết bảo mấy đi. Đi chạy đi kìa. Đứng nhất gớm vậy. Còn Chanh đi lên đường luôn. Ui. Những hoa tàu ngào. Ủa phát. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Má tông nhau lộn xạ luôn chứ. Let's go. Ây, tăng tốc vượt qua. Nếu bay ra chỗ khác giữ ép á là nó sẽ hồi lại checkpoint đấy. Ôi, ở đây nữa. Mỗi người con này dạng cơ bắp khó lái lắm. Nó vượt máy khó lái lắm. Má tốc độ. Để mất cần bát. Tốc độ nhanh quá. Thôi lên lên nữa đừng có để nó bị thứ nhất nữa. Ôi. Xe lắm. Để nhìn thứ nhất. Để nhìn thứ nhất mà thấy hả ông Thạch Trung cũng lái rồi. Về nhất luôn. Xe cầm. Ôi. Để đến rồi. Quá. Ồ ông nội đang sau lưng mình vậy. Yeah. Okay. Giờ bây giờ góc nhìn. Chưa hết trực tiếp. Đẩy đua xe bán thờ mở rộng. Chúng ta đang được xem. Chắc có lẽ dịch tất cả là về đích. Ông Lê Tính đang qua quốc tốc. Rồi về đích. Ok. Bắn súng rồi. Bắn súng rồi. Cố lên, xin về tới rồi. Ôi dạ, hình như cuối cùng là ông Tính khó đỡ. Ông đây hẻo vô khá rồi đó. Thấy xe. Một hạt té xe kết thúc trận đấu ông luôn. Ông quẹo. Ông quẹo lật xe luôn. Và ôm cua ẩu dẫn đến một pha tai nạn thảm khốc. Chung. Sao? Chưa tại sao? Ủa đòi chân kìa, đòi chân kìa. Quỷ chung. Deadline.
Lại Dịch hết. lại hết. Ủa sợ sợ. Có đuôi xe đạp kìa. Morning award nè, morning award. Ờ thì nó hết lỡ ấy rồi rồi, lỡ lỡ. Lỡ đuôi xe đạp. Nó bốt xe máy luôn rồi. Đậu mùa. Chỉnh giống nhìn thứ ba đi. Tắt 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 radio. Chín mươi chín lát luôn. Phải. Ok go. Chạy đua xe đạp. Bàn thờ mở rộng. U xe máy hả? Rồi lấy chiếc nào lên tấn ơi, xanh chết hả? Xanh chia nha, xanh chia nha, xanh chia nha. Xanh chia, xanh chia. Thì cũng có hai chiếc đó cho máy. Ok màu xanh đi. Ý, cái này. Rồi, chạy xanh chia. Rồi. Quậy đi. Quậy đi anh em. Ở đây. Phải. Anh đi cho một. Phải. 3, 2, 1, go. Okay. Go. À, lấy mô tô là tập trung là đang rồi. Nó đi phượt bằng mô tô mà. Ok, let's go. Kỳ vậy? Thì nó bắt đầu á. Đó, bắt đầu là tăng tốc nhanh nhất mà. Một pha gớt này. Một thanh niên gớt này. Dữ quá. Bay luôn. The fuck. Bóng vào. Bay 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 bay. Bay. The fucking shit. Go go go. Thanh niên nào đang dẫn đầu? Nhanh lên. Để mất danh hiệu. À không có, mà mấy anh chia game chia hàng bảo mẹ răng nữa. Đó rồi, thằng chúng lên kìa, thằng chúng lên kìa. Đó ra. Đó đi. Ơi, thằng quỷ. Đi trước đây. Biết. Trời ơi, đi đứng trước kìa. Làm biết. Ok bye. Bye. Nó bắt đầu qua nè. Con cô chuyên nghiệp. Đành. Thôi còn nhén cuối. Quỷ thành sắp về nhất rồi kìa. Mày ghét nó. Đang bỏ xa đồng đội. Tốt kêu mày nghỉ đi kìa. Quỷ này đua xe ghê lắm anh Tuấn ơi. Kích mẹ ra đi, kích chung ra đi. Phải chứ kích tớp thế. Chạy ngắm hoa. Anh ta đu yên chung nè. Phải.
Mày hả chung? Mày thích phải đang chạy ngắm hoa gì mẹ? Ngắm mày thì ngắm hoa, bắt bướm hả mày? Đang ngắm hoa thì anh kia gì đó. Ok, chúng ta đang ở quay của ơi, Jenny. Ơi, trời ơi, thằng Jenny kìa, nó bay mẹ nó xe luôn. Và bay rất ngày. Ok, Jenny đang chạy tốc độ quá nhanh. Nó đang chạy tốc độ bàn thờ của nó để hẹn. Thằng đi bay như chim. Anh ta đang chạy tốc độ bàn thờ để được chị đích. Bao trên mạng đi, xóa nó đi anh. Ok. Liệu anh ta có về đích kịp không? Năm. Phải cho anh đẹp được. Trời ơi. Rồi, qua đứt này. Chúng ta còn 5, 4, 3, 2, 1. Nhanh lên. Vừa kịp lúc. Ô tay. Tay hả chung? 3 ngày 2 lúa, 1.000 kinh nghiệm. Ngon. Ủa em vô trên đồ anh cúng hết. À không. Em cũng chưa làm. Nào giờ? Sao anh? Remodel đi. Làm hết hả? Không thì mời anh vô hết cũng được nhưng mà anh không có giáp á, đi hết khó lắm. Nó bắn cái rồi bể đầu á. Nhưng mà anh chưa unlock cái giáp mà. Anh phải lên cỡ mấy á, lên cỡ em á, anh đâu lên cỡ mười mấy là anh mua được cái giáp nặng rồi. Ok. Vậy đâu phải cho mình cái này vậy. Tốn rồi. Một phát. Chưa lý. Từ từ em chở anh về. Đó. Đi. Ủa vô khách season rồi. Vô khách season rồi. Nè, để em mà. Phải chiếc xe đạp mình đây. Chị hẳn cho nói luôn. Đâu quá. Đó, yên bài đó. Chung ơi, okay, vô chung mình. Đơ mơ, liều vãi. Rồi xong. Không muốn coi cái này đâu. Trời còn em mới mệt. Má, em chạy từ nông thôn chạy về, vãi hàng. Vô. Trời. Giờ đi đâu? Đợi xíu em đi quay phượt với yeah. Vậy. Dạ anh Tấn. Đi chiếc xe đạp yêu quý. Vừa mới bay hẳn xuống núi. Chị đi đâu cũng gặp bó nệt như vậy. Ooh, yeah. Chung ơi đợi xíu tôi đang chạy về người đi xe đi phần. Ok. Hey. Hello. Ông nào? You fucker. Fucker. Holy cow. Holy shit. Yeah. Tiền tấn. Ô, đang chạy về nè. Chạy từ nông thôn chạy về chết mẹ luôn nè. Tiền tấn làm dựng lại đây chứ mời không có được đâu. Cái đó anh phải tự làm rồi. Chứ không có invite vô được. Invite vô bị cái gì á. Nó không có cho vô. Oh
Rồi bay thẳng lên xe luôn. Nice. Ủa anh đang ở đâu vậy, trong thôn hay thành phố vậy? Rồi kiếm ổn rồi. Đậu xe đạp ở đây đi, đi đón nước vô. Bay hạ. Thôi đợi chút mày lại ra. Ở đâu? Ngày sợ cảnh sát rip. Từ từ để em chạy về đón anh. Cứ chạy đi, cứ chạy xe đi, em chạy về, em chạy ngược lại. Đúng rồi. Từ từ em chạy ngược, em đang chạy ngược lại nè. Ủa anh đang ở thành phố hay về? Đang ở đường cao tốc. Cắt đuôi gớm bằng cách chạy ngược chiều khá là hiệu quả. Nhưng mà đi này thì bạn ngờ thẳng tiến. Ôi thấy rồi quên mấy nhạc. Ở chỗ sao bạc gì cha. Đem. Hả? Đây đi ra đường cao tốc đi, ra đường cao tốc đi, ở đây, em đang ở đó nè. À, em thấy trên bản đồ kìa, em thấy trên bản đồ. Đây chạy bằng xe điện. Ông im rồi.